Rồi, xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn xem một mẫu bóng bạc nữa. Đó là mẫu bóng bạc con cá ba kỳ anh chị các bạn ha, cá ba kỳ. Thì bây giờ em sẽ nó có nhiều màu ha. Thì anh chị và các bạn mua hàng thì màu sắc em sẽ lấy ngẫu nhiên ha. Thì bây giờ như thế này, để phân biệt được kích thước. Con cá này nó có hai loại, một là loại lớn, hai là loại nhỏ. Thì bây giờ để được phân biệt á thì anh chị nhìn theo cái tấm gạch này ha. Tấm gạch gạch này là gạch 50 ha. 2 nè. 4. 50, 50 cm ha. 50 cm. Thì một cái đường ngang như 50 cm. Thì bây giờ em sẽ đây là con cá con cá ba kỳ nhỏ nè. Đó. Thì con cá ba kỳ nhỏ thì nó có nhiều màu ha, có thể là màu xanh, có thể là màu cam ha. Thì ở trên trang web em có cập nhật cái mẫu là mẫu màu màu xanh rồi. Nó là ná nhân cá lia thia gì đó, nhưng mà đó đây không phải là con cá lia thia mà con cá ba kỳ ha. Đây rồi anh chị phân biệt giúp em ha, đây là con cá nhỏ nè, đây là con cá nhỏ ha. Đây em phóng xa cho chị bạn xem đó. Thì một cái tấm gạch 50 cm ha, thì nó nằm nó hơn một tấm gạch anh chị bạn ha, hơn một tấm gạch. Rồi đây là con cá ba kỳ lớn, con cá ba kỳ lớn anh chị bạn nha, nó có màu xanh nè. À, nó có màu xanh nè, màu xanh lá cây nè, nó có màu đây màu xanh lá cây ha. Dạ đây nó có màu đỏ, màu đỏ. Thì cái màu sắc này thì nó ngẫu nhiên thôi. Rồi bây giờ em sẽ lấy một cái mẫu màu xanh này, rồi em sẽ kéo cái hình này ra ha, để cho anh chị và các bạn dễ phân biệt. Nhiều khi đo bằng cái thước kia thì nó cũng sẽ nhàm chị bạn ha. Đây cái video này thì em quay sao hình ảnh như thế nào thì sản phẩm đến tay anh chị và các bạn nó như thế đó ha, không có cắt ghép. Rồi anh chị và các bạn phân biệt ha. Đây là con cá ba kỳ lớn nè, cá ba kỳ lớn. Thì những sản phẩm này á, thì anh chị và các bạn nếu bán cây hay là bán bay á, thì anh chị phải xác định ha. Bán bay tức là bán bằng khí hydro. Đây anh chị nhìn cái tấm gạch ha, một tấm gạch, hai tấm gạch, ba, tức là nó hơn hơn 1 mét ha, khoảng cỡ 1 mét, cái này khoảng cỡ 1,25 m á, chưa bơm ha, chưa bơm, kích thước chưa bơm. Thì anh chị dễ các bạn dễ phân biệt hơn. Thì nếu như bán bay á, thì anh chị của bạn khí anh chị của bạn phải tự chế ha, khí là khí hydro phải tự chế, nó pha chế từ nhôm và từ kiềm. Còn cái nếu như anh chị của bạn bán bay bán cầm cây á, thì anh chị phải báo là mua thêm que cầm. Thì bán cầm tay á, thì mình có thể bơm bằng ống bơm tay, có thể bơm bằng ống bơm điện, có thể bơm bằng con cốc đạp. Thì nó có nhiều cách bơm á, thì chúng ta thuận tiện cái nào thì chúng ta bơm cái đó. Rồi đây là cái mẫu cũng mới về nên em cập nhật sớm cho chị của bạn ha. Thì những anh chị của bạn nào mà cảm thấy ở những cái vùng mình á buôn bán được thì lấy về bán ha, những cửa hàng đồ chơi có thì mình cập nhật, còn nếu không có thì em sẽ để cái đường link sản phẩm này ở dưới phần mô tả của cái video này ha. Anh chị xuống cái phần mô tả, anh chị sẽ bấm đến cái có cái đường link đó, anh chị bấm vào đó thì sẽ chuyển đến cái sản phẩm này á, trên đó sẽ có giá cụ thể cho nó luôn. Thì những anh chị và các bạn nào ở tỉnh thành xa thì liên hệ với em ha, còn những ba mẹ hay là những anh chị của bạn nào ở những khu đô thị thành phố gần á, thì cập nhật những cái cửa hàng đồ chơi lân cận coi, nếu có thì lấy về bán ha, có thì mua dùm em chúng ta chơi, còn không có thì bấm vào đường link ở dưới phần mô tả em có để ở dưới, rồi em sẽ ship hàng cho anh chị và các bạn ha.